một nồi canh cua cho cả nhà ăn. Món canh cua mình không có cà pháo, ăn với giò, ăn với kim chi, hay là ăn kim chi cũng được. Món nồi canh cua cũng xuất sắc đấy. Ngon đấy chứ. Không có cà pháo, có tí cà pháo nữa thì ngon rồi. Này nấu một nồi canh cua cho cả nhà ăn, nhưng mà thiếu một món. Người thiếu món gì mà biết không? Hay là kim chi, nếu có chén cà pháo, đĩa cà pháo thì ngon, mà không có. Bây giờ dịch giã này đâu có mua được đủ đồ đâu. Có nồi canh cua là tốt lắm rồi. Bà cười. Bà hỏi chứ, về đây có canh cua ăn là tốt lắm rồi, chê gì. Nhưng thật ra là không phải vậy, mà mẹ không có nấu cho nó ăn bao giờ, cho nên là nó không biết ăn canh cua. Nó chê thôi, mẹ kém, có được ăn đâu. Nhóc thử. Như là ăn luôn mà. Ngon. Trong cái thả vào đây là nó chín rồi. Rồi. À, chứ em làm chân gà không có tắt đâu. Không tắt không luôn. Thanh vào cho chanh. Ai làm vậy? Nó lớn lắm. Thì thay tắt thôi. Hả? Chân đắng. Sợ nó đắng đấy hả? Thì thay tắt thôi. Cỏ sắc nó cũng đáng, nhưng mà mình sắc ra cho nó có vị thôi. Đúng rồi, xin đau răng. Các bạn nó lại đau nó nóng là gì? Ăn được cái cua nhớ ông ngoại. Ông ngoại thì không có phản đối nấu canh. Là đâu người nấu gì cũng nhiều. Nói đồ canh là cạnh cổ rau. Nấu ít rau quá không bảo. Nấu canh á phải nấu nhiều rau lên. Nấu mà không có quả không có vớt được á. Mình không thích đâu. Thêm nước nè. Không được.
đây dưới này hết. Đó còn mấy cái xương đúng không? Mình có xương rồi, không có cua. Nhưng mà có kim chi. Mất đó. Trước khi đấy tôi thủ hai bát cơm nữa. Đây có loại mì nó bán. Bạn Cái bị sóng hai ra em đẹp hơn. Đó, sắc luôn. Có thêm đĩa cà pháo nữa là mình rất sắc nữa. Thịt giả này có gì ăn lắm luôn. Dạ, nó kêu kẹp. Dù phải đi chợ. Lấy bông gòn, cho miếng dầu gió vô, để vô. Lấy bông gòn cho dầu gió, để vô mũi xong dán cái miệng lại. Rồi, xong đeo khẩu trang. Khẩu trang. Mà không biết, mà không biết đi chợ ra nói sao. Phải nói ra giống. Không được chứ. Ra giống, xong rồi đeo trắng bọt. Còn miếng chim chi kìa xong kìa.